Vâng, xin chào các bác nhá. Hôm nay thì nhân cái ngày 30 tháng 4 em tiếp tục xả cho các bác cặp loa hàng VIP luôn. Con này thì nó là con SX7A. Con này thì được rất là nhiều các bác săn đón bởi vì là cái chất bát của nó đánh nó rất là căng. Nó căng đét luôn các bác nhá. Và tiếng tép nó sáng. Khi mà bát cất tiếng, vâng, tép lên lời thì phải nói là nó quận vào nhau thì cái phần trung âm của nó thì em thật các bác là chưa ai chê được luôn. Chưa ai gọi là chê được cái dòng này. Đấy. Mà giá thành của dòng này rất hợp lý luôn đấy. Những cặp này thì bình thường em đang bán mà của nó đầy đủ ngon lành của nó thì rơi vào khoảng 1,5 triệu. Tuy nhiên thì con này nó đang bị thiếu cái chân căng này, với cả thiếu cái căng thì thôi, con này em đang để các bác giá có 950.000 thôi đấy. Hôm nay 30/4 khuyến mại còn có 950. Bác nào chốt nhanh tay luôn ngay cho em này. SX7A đấy. Con này công suất 70, trở kháng là 6 ohm. Đấy. Đây 950k cho con này. Mà thôi, hôm nay 30/4 đúng không ạ? Chơi con số nào nó đẹp đẹp tí. Để các bác con này 850.000 đi cho nó đẹp. Được chưa ạ? 850. Đấy. Hôm nay gọi là ngày nghỉ lễ em để các bác 850. Bác nào chốt thì nhanh tay để em gửi hàng luôn này. Đấy, bác nào nhấc máy lên alo luôn cho em phát này em gửi hàng luôn. Các bác nhá. À mà bác nào chốt là em sẽ có clip test bàn giao lại nhé. Em sẽ test bàn giao đảm bảo cho các bác test là từng trước lên ok, sau đó bên em mới gửi đi. Ví dụ như là bác, em nói ví dụ như nhá, ví dụ như là bác Hùng ở Bình Dương có đuôi số điện thoại là 327, hay là bác Nghĩa đấy ở Hải Phòng số điện thoại là 389, tức là em sẽ đọc tên cộng 3 số điện thoại cuối cộng tỉnh thành của bác, vừa không lộ thông tin mà để các bác vẫn biết được đấy là hàng của mình đặt. Đấy. Thế nên là các bác mua hàng em yên tâm. Đấy, còn hình thức đây các bác nhìn thực tế nhá. Con này nói chung là về so với hàng bãi là còn quá đẹp luôn. Đó, đây. Mời các bác chiêm ngưỡng thực tế nhá. 850 các bác, vâng, 850 cho bác nào nhanh tay luôn ngay cho em. Dòng này bát của nó là bát 13 các bác nhá. Kích thước bát 13, tép chép đom. Chiều cao của vỏ là từ mặt dưới lên mặt trên là 27. Chiều rộng là 16.5. Chiều sâu là 23. Bác nào chốt để các bác 850. Ok chưa ạ? Và hàng nguyên zin cho các bác luôn. Bát, tép, gân, nón, mọi thứ nguyên zin. Các bác nhận hàng được quyền kiểm tra thoải mái nha. Hôm nay 30/4 em xả một cặp vui luôn, 850.000. Đấy. Cho các bác để về các bác trải nghiệm biết được cái loa của hàng Nhật nó khác với cả loa hàng Trung Quốc nó như thế nào. Đấy, hàng của Nhật thì các bác yên tâm đi, 100% lúc nào nó cũng là hàng chất lượng. Bát đánh căng đét, ấm, nghe sướng. Bác nào chốt cặp X7A này thì cứ alo cho em nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Em xin chào các bác.